Tập 41. Tối hôm qua chúng ta vừa tập kích bãi vật liệu của quân Nhật. Tanakashi Diji chắc là sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ lại phát động tập kích nhanh như vậy. Lợi dụng phòng cảnh sát đặc biệt tập kích đúng là một nước cờ hay. Nhưng mà trong cả kế hoạch của anh đúng là không có nhắc đến phần rút lui. Tôi muốn biết, sau khi trận chiến bắt đầu, đối mặt với hơn 100 tên quân Nhật vũ trang đầy đủ, anh định rút lui thế nào? Thứ chúng ta đánh bom là nguyên liệu hóa học. Tuy độc tính của nó không mạnh bằng sau khi tổng hợp, nhưng sẽ đủ để gây tổn thương cho con người. Những gì cô nói tôi đều biết. Chuyện bây giờ tôi hỏi là rút lui như thế nào? Chúng tôi đã có được một số mặt nạ phòng độc. Trước khi cho nổ, tất cả người của chúng ta đều sẽ đeo vào. Khí độc khuếch tán là sự che chắn tốt nhất cho chúng ta. Tình hình đại thể là như vậy. Tanaka Shinichi làm việc cẩn thận. Hắn không thể nào đều cấp mặt nạ phòng độc cho mỗi người trong đơn vị. Vậy thì tôi không còn vấn đề gì nữa. Được. Nếu đã là do tôi đi nhử địch, thì tôi muốn đến cửa hàng Hàng Phong khảo sát thực tế một chút. Chỗ đó là do chúng tôi sắp xếp. Để Thượng Quan Tĩnh Dân đi với anh nhé. Vậy đi với tôi đi. Chúng tôi đi đi. Cô cố, nếu như cô không để ý thì tôi muốn mời cô cùng đến hãng thương mại Hội Lý một chuyến, hỏi mặt nạ phòng độc chúng tôi đặt. Đi thôi. Bây giờ vẫn còn một thời gian nữa mới tới giờ hành động. Nếu như cậu không để ý, im đi. Tôi biết cậu muốn đi uống cà phê quán đó. Dư thừa, tới Thượng Hải lâu như vậy, không phải uống trà bát lớn thì là uống nước lã ở đây. Được, tối nay sẽ cho cậu uống thật đã, uống cho thật vui. Hôm nay nhìn anh trông không giống lúc trước lắm. Vậy sao? Tôi chỉ là khôi phục lại được trạng thái lúc trước thôi. Là chuyện gì mà anh thay đổi vậy? Chúng ta muốn giành được thắng lợi thì không được cứ mãi chìm đắm trong ký ức đã qua. Biến đau thương thành sức mạnh. Không phải. Là niềm tin sống để hướng đến cái chết. Một đêm không gặp mà anh khiến tôi phải thay đổi cách nhìn đấy. Đối với chúng ta mà nói, sống và chết chỉ là chuyện cách nhau trong gang tấc. Vì thế nhân lúc còn sống, làm thêm một số chuyện có ý nghĩa. Chuyện có ý nghĩa? Ví dụ như chuyện gì? Ví dụ như trước khi hành động, tôi muốn có cơ hội cùng ăn tối với cô. Tôi tưởng là nói gì lớn lao lắm chứ. Chỉ là ăn bữa tối thôi. Thế nào? Có đồng ý với yêu cầu của tôi không? Vậy thì tôi đáp ứng tâm nguyện này của anh. Cửa hàng Hàng Phong. Bác Ngô, đưa chìa khóa cho tôi đi. Bác về đi. Được. Cảm ơn bác Ngô. Được rồi. Chỗ này sau phía em tìm được gì? Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là anh phải hiểu kết cấu ở đây, chuẩn bị kỹ cho hành động tối nay. Thật ra em và anh đều hiểu rất rõ. Đây là một cơ hội lý tưởng một cho chúng ta ở riêng với nhau. Tôi biết. Vốn dĩ là tôi muốn chối từ. Tại sao? Bởi vì lúc tôi ở riêng với anh đều không biết nên nói gì. Tĩnh Dân,
trước khi chiến đấu có thể ở riêng với em một lát, anh đã rất thỏa mãn rồi. Những lời này luôn nằm trong lòng anh. Hôm nay có thể nói ra, anh cũng nhẹ nhàng được rồi. Không biết Lý Tử Mục biết được những việc làm này của Lăng Xương sẽ có phản ứng như thế nào. Thật ra Lăng Xương là một người rất ngay thẳng. Tuy rằng lúc trước bị áp lực bởi cấp trên mà có một số điều tra với phía em, nhưng mỗi lần đến thời khắc quan trọng cô ấy đều từ bỏ. Cô ấy đã có quyết định rất chính xác. Sắp đến giờ rồi, chúng ta về thôi. Hành động buổi tối phải cẩn thận. Vậy tôi đi đây. Tỉnh Dân, đợi anh ra. Được. Đội trưởng, họ định làm cái gì vậy? Không phải là áp giải chúng ta ra pháp trường đó chứ? Bớt nói nhảm đi. Chúng ta làm việc theo lệnh, không đến mức bị giết đâu. Các anh nghe kỹ cho tôi. Cục trưởng của các anh vì thông đồng với địch, nguy hại đến sự an toàn của đế quốc, đã xử tội tự sát. Kể từ ngày hôm nay, do phòng cảnh sát đặc biệt thay mặt quản lý tất cả mọi việc của cục cảnh sát các anh. Hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Ngài đại tá, tất cả số liệu thí nghiệm đều ở đây. Kế hoạch phong ảnh từ lúc tôi tiếp nhận đến bây giờ, tất cả đã tiến hành. Yamashita, có điều việc nghiên cứu số 1 màu vàng quan trọng nhất vẫn chưa có tiến triển gì. Thuộc hạ đang dẫn dắt toàn lực tiến hành khắc phục khó khăn. Anh còn ở đây làm gì? Mau qua đó đi. Dừng. Ngài đại tá, ở đây nguy hiểm, mau mang vào đi. Tới buổi tối, chúng ta sẽ triển khai hành động từ phía chính diện. Cô dẫn người của cô ở đây phụ trách tiếp ứng. Sau tường bao quanh không có cửa sau, các anh làm sao để ra ngoài? Yên tâm đi, có an sinh mà, khỏi sẽ nổ một lỗ hổng. Hành động tối nay anh nắm được bao nhiêu phần thắng? 5 phần. Trước đó thấy anh đối tràn đầy hy vọng, sao chỉ nắm chắc được 5 phần vậy? Khả năng thành công của nhiệm vụ rất lớn, nhưng có rút lui được an toàn hay không thì chúng tôi phải dựa vào hướng gió. Chuyện này không phải thứ tôi kiểm soát được. Nếu tối nay gió không đổi hướng thì sẽ rất bất lợi cho hành động của chúng ta. Hướng gió tốt nhất là thổi về phía cổng. Như vậy khi khí độc thoát ra, có thể bị thổi về phía còn lại. Ký túc xá của quân Nhật nằm đối diện cửa kho. Cuộc chiến một khi bắt đầu, chúng sẽ rất nhanh chạy sang chi viện. Nếu như tới buổi tối mà hướng gió vẫn không đổi, chúng ta có thể hủy bỏ hành động bất cứ lúc nào. Nơi này là khu núi, hướng gió có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu đợi đến lúc có lợi cho chúng ta, ít nhất phải đợi tới sau mùa hè. Sao vậy? Có phải đang lo cho sự an toàn của tôi không? Tôi là lo cho sự an toàn của thuộc hạ của tôi thôi. Còn về an nguy của anh thì tôi có gì để lo lắng đâu. Đừng nghĩ này nói kia nữa. Anh bắt lo lắng của cô đã rơi vào mắt của tôi rồi. Bây giờ tôi
rất là nhớ dáng vẻ trầm lặng ít nói của anh trước đây, nhìn dễ chịu hơn bây giờ nhiều. Cô có phải là nên thực hiện lời hứa của cô không? Đại tá, chuyện đã được điều tra rõ ràng là anh Yamashita đã thêm nguyên tố mới vào số bột màu vàng mới dẫn đến xảy ra sự cố lần này. Xem ra anh Nakagawa lúc trước dừng kế hoạch là có lý. Tình hình tổn thất thế nào? Cũng may một số thiết bị hư hỏng, một số nhân viên cảm thấy không khỏe. Lệnh cho Yamashita tiếp tục nghiên cứu số một màu vàng. Nhưng mà nghiên cứu thất bại thì dừng lại. Nếu mỗi lần đều như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự đột phá. Cậu có biết không, số một màu vàng trước mắt là vũ khí có tính thực dụng và sức sát thương mạnh nhất. Việc nghiên cứu nó có thành công hay không là quan trọng nhất đối với chúng ta. Cho dù phải trả giá lớn cỡ nào, cũng nhất định phải nghiên cứu nó thành công. Dừng, tôi lập tức đi truyền đạt lại. Mau đi thực hiện đi. Dừng. Đại tướng Kawashima, sao ngài đích thân đến đây vậy? Trưởng ban Lý luôn nỗ lực làm việc vì bộ tư lệnh, tôi nên phải chăm sóc chứ. Cảm ơn đại tướng Kawashima đã tin tưởng tôi. Mời vào trong. Nào mời đại tướng. Tôi và trưởng ban Lý có chuyện cần bàn. Vị Bình, đưa họ đến phòng hội nghị tiếp đãi cho tốt. Anh yên tâm, mời bên đây. Đại tướng mời. Mời ngài sang đây ngồi. Trưởng ban Lý có phải điều chu đáo như vậy với tất cả mọi người không? Ý tôi là đối mấy người Aoki. Thiếu tá Aoki là khách quý của chúng tôi. Tiếp đại khách quý là bổn phận của chúng tôi, đúng không? Tôi rất muốn biết, trong chuyện xử lý tiền nghi, tại sao cậu không suy nghĩ cho tiền đồ của bản thân? Tiền đồ của tôi hoàn toàn gửi gắm vào đại tướng ngài. Vì thế trong lúc này phải suy nghĩ cho đại tướng trước, chứ không phải bản thân tôi. Tất cả mọi người trong đó có tôi đều đánh giá rất cao việc xử lý của cậu trong chuyện này. Còn nữa, tôi luôn thông qua nghiên cứu quyết định đem công ty che mắt giao cho cậu quản lý. Cảm ơn đại tướng đã tin tưởng tôi. Chuyện công ty che mắt tôi có nghe nói, thế nhưng chuyện này quá lớn, tôi e là khó gánh vác được. Trong tất cả viên chức ở Thượng Hải, không có ai thích hợp hơn cậu cả. Cậu đừng từ chối nữa. Ngài xem thế này có được không? Trước khi đồng ý với ngài, tôi có thể xin hỏi sự đồng ý của ngài mai không? Tôi tin rằng ngày mai sẽ không có ý kiến đâu. Mấu chốt của lần hành động này là không được để lộ bất cứ tin tức gì. Tất cả mọi người đều phải lẻn vào được khu vực tác chiến của mình. Tôi đã dặn họ rồi, tuyệt đối phục tùng sự chỉ huy của anh. Phía anh tuy là nhữ địch, nhưng trọng trách cũng không ít. Khoảng cách từ cửa hàng Hàng Phong đến kho quân sự cần 15 phút. Chúng tôi lẻn vào bên trong, tìm được vị trí cụ thể của nguyên liệu ít nhất cũng cần 10 phút. Thế nên yên tâm đi, phía Kurihara Hiroshi tôi ít nhất có thể cầm chân nửa tiếng. Giả giờ đổ sức, đừng liều lĩnh. Đến lúc đó cho dù tình trạng như thế nào, quân lính chi viện của Kurihara Hiroshi vừa đến thì các anh lập tức rút lui. Phía chúng tôi anh không cần phải lo lắng, ngược lại là phía các anh tất cả đều phải cẩn thận. Sắp đến giờ rồi, mọi người chia ra chuẩn bị đi. Rõ.
Phòng trưởng phòng. Mời vào. Trưởng phòng, điện báo mật hợp diêm gửi tới. Trưởng phòng, hợp diêm có tin tức gì mới vậy? Đội hành động đặc biệt ở Thượng Hải của Quốc dân đảng buổi chiều sẽ hợp tác chiến, nhưng không rõ địa chỉ cụ thể. Gửi tới tình báo như thế này chẳng có ích lợi gì cho chúng ta. Cô Tam, lát nữa vào trong nên nói những gì? Không cần tôi dạy anh chứ? Thế thì không cần. Nhưng chuyện các anh đã hứa với tôi nhất định phải làm được. Yên tâm đi, bây giờ anh đã thu xếp đồ đạc xong rồi, chỉ đợi cùng anh lên tàu thôi. Làm gì đó? Tôi tìm trưởng phòng Kurihara. Đi đi. Dừng, dừng. Của anh. Nào nào nào, giúp một tay, giúp một tay đi. Nào, tới đây, tới đây. Mau để ở đây đi. Nhanh, động tác nhanh lên, nhanh lên. Dừng đội trưởng, cậu qua đây. Đội trưởng, qua bên đó xem thử đi. Dừng. Anh có thể chắc chắn chính là nơi đặc công của Quốc dân đảng tụ tập không? Tôi đã nói các anh em theo dõi một khoảng thời gian rồi. Chắc chắn là người của trạm Thượng Hải không sai đâu. Vậy tại sao bây giờ anh mới tới báo cáo? Trước đây tôi không chắc, sợ lỡ như sai thì ngài sẽ xử phạt tôi. Nếu đã như vậy thì lát nữa anh đi với chúng tôi. Tôi không thể đi được. Tôi bây giờ mà đi bị lộ mặt, sau này không thể bí mật cung cấp tình báo được nữa. Trưởng phòng, lời hắn nói cũng có lý. Ngài xem, cửa hàng Hằng Phong đó ở đâu? Ở đây. Chỗ này bình thường có nhiều người không? Bình thường không nhiều người, 5-6 người thôi. Lâu như vậy mà không có tin tức gì, có phải phía Ngô Tam xảy ra vấn đề không? Mạng sống quan trọng, Ngô Tam không dám khinh suất. Tôi thì lo lắng Kurihara Hiroshi. Tôi lo hắn sẽ không làm theo kế hoạch của chúng ta. Qua đây. Chuyện làm thế nào? Tôi đều nói theo các anh căn dặn, nhưng mà Kurihara hình như không tin lời tôi nói. Sao anh biết? Sau khi tôi nói với hắn, hắn bảo tôi quay về tiếp tục theo dõi. Rồi sau đó không nói tới chuyện gì nữa.
Không phải, những gì nên làm tôi đều làm cả rồi. Chuyện các anh hứa với tôi không được nuốt lời đấy. Xem bộ dạng sợ sệt của anh kìa. Anh đưa anh ta đến tàu trước đi. Tôi ở đây theo dõi, xem thử chúng có động tĩnh gì. Đi thôi. Trưởng phòng, thông báo quân lính chuẩn bị xuất phát. Không phải ngài nói phải quan sát một thời gian sau? Kết hợp tình báo của hai bên lại, địa điểm Ngô Tam cung cấp chính là nơi đội hành động đặc biệt mở cuộc họp. Sở dĩ tôi nói trước mặt hắn như vậy là vì hắn vẫn chưa có được sự tin tưởng hoàn toàn của tôi. Người như vậy nói không chừng quay lưng đi là sẽ nói kế hoạch của chúng ta với địch, lấy tiền hai bên, lấy lòng hai bên. Đúng vậy, đúng là có khả năng như vậy. Những kẻ tham gia đội hành động đặc biệt đều là cố cán. Nếu như lần hành động này thành công thì có thể cho chúng một đòn đả kích thực mạnh, có thể sẽ phá hỏng được cả mạng lưới của chúng ở Thượng Hải. Cơ hội như vậy sao chúng ta có thể bỏ lỡ được? Trưởng phòng, chúng ta có cần thông báo đội hiến binh cùng xuất phát với chúng ta không? Không cần. Thông báo quân đồn trú ở gần đó đợi lệnh, một khi nghe thấy tiếng súng thì lập tức đến chi viện chúng ta. Nhớ kỹ, mấu chốt của lần hành động này là đánh bất ngờ, nhất định không được để địch biết được tin tức trước khi chúng ta hành động. Dân thuộc hạ đã hiểu. Xem ra kế hoạch nhiễu địch của chúng ta không thành công rồi. Thông báo phía đường Thuận Chi hủy bỏ hành động. Alo, hãng xe tung ký, linh kiện xe hơi đã đưa đến cho các anh rồi. Được, tôi biết rồi. Anh Đức gọi điện đến, đối phía Kurihara Hiroshi đã xuất phát rồi. Nhưng tên Kurihara Hiroshi xảo quyệt thật, một hồi sau mới hành động. Muốn khiến chúng mắc bẫy đúng là không dễ. Chúng ta hành động thôi. Osawa, đại tá, có gì sai bảo? Chuẩn bị đi, đến phòng cảnh sát đặc biệt một chuyến. Dừng. Cửa hàng Hằng Phong. Đóng cổng lại. Dừng. Tình hình thế nào? Báo cáo tổ trưởng, địch đã xuất phát về hướng chúng ta rồi. Đội trưởng Lăng bảo tôi nói với anh, tất cả làm theo kế hoạch, tất cả vào vị trí chiến đấu. Rõ. Nắp đi, súng đến rồi. Trung đội trưởng, khi nào hành động? Đợi thêm đã. Thế này, để hành động bí mật, không được để người khác phát hiện. Cứ họ rút hết đi, đã hiểu. Trưởng phòng, những người khác sao còn chưa đến nữa? Là cho tôi thông báo với họ. Tôi bảo họ để xe lại ở phòng trực của cảnh sát ở đường Mạc Lăng. Họ đi bộ đến đây, chắc là phải dừng thêm một chút thời gian. Tôi cảm thấy nếu tất cả xe đều chạy đến đây, tôi sợ sẽ bị địch phát hiện. Chuyện gì vậy? Chắc là thủ thuật che mắt. Chắc chắn là muốn dụ dỗ chúng ta. Chuẩn bị hành động. Đi.
Xuất phát. Xuất phát. Đại tá, trưởng phòng Kurihara có ở đây không? Trưởng phòng đích thân dẫn đội đi hành động bên ngoài rồi. Đích thân dẫn đội đã đi đâu? Ai đó? Người mình. Các anh làm gì đó? Bỏ súng xuống cả đi. Sao các anh lại quay lại? Khốn kiếp. Trưởng phòng sắp xếp cho chúng tôi thêm nhiệm vụ mới. Không phải đã là lúc nào rồi mà cậu còn tán dốc nữa? Đây không phải là tôi sợ chúng nghi ngờ sao? Mau chóng xử lý thi thể. Được. Xuất phát. Thời gian cấp bách, ráng chạy nhanh lên. Mặc xong chưa? Được rồi. Đường Thuận Chi đã nói với cô rồi chứ? Nói rồi. Tuy tôi hiểu là các cô bất đắc dĩ, nhưng tôi không tán đồng cách làm của các cô. Đúng vậy. Anh ấy từng nói cô là một người rất nguyên tắc. Anh ấy còn nói gì tôi không? Cô rất muốn biết sao? Anh ấy còn nói nếu như có cơ hội. Hình như là nhóm Lý Tưởng Mục đã đến rồi. Dừng xe kiểm tra. Xin lỗi chỉ huy, xe ra vào khu quân sự ban đêm. Phải có mệnh lệnh của ban tác chiến bộ tư lệnh. Phòng cảnh sát đặc biệt nhận lệnh kiểm tra, không cần được ban tác chiến đồng ý. Các anh là người của phòng cảnh sát đặc biệt sao? Là trưởng phòng Kurihara cử chúng tôi đến kiểm tra tình hình làm nhiệm vụ ban đêm của các anh. Tôi cần kiểm tra giấy phép của anh, thưa chỉ huy. Tôi phải xác nhận tình hình với phòng cảnh sát đặc biệt. Đã xác nhận xong, có thể vào rồi. Cho qua.
Masumoto, tại sao đội chi viện còn chưa đến nữa? Trưởng phòng, họ nghe thấy tiếng súng, cần một ít thời gian mới có thể đến được. Đối với họ, chúng ta đã bị chúng mai phục. Có điều chúng không có thực lực đánh giết chúng ta. Lệnh cho các binh sĩ phòng thủ đợi tiếp viện. Dừng, mọi người nấp tại chỗ. Dừng. Trưởng phòng, lệnh cho binh lính dòng qua bên hông tiến hành tấn công bọn chúng, nhất định phải dốc hết toàn lực tiêu diệt địch. Dừng. Đội trưởng, binh lính tiếp diện của địch đến rồi. Nhanh quá vậy, phải 5 phút nữa mới đúng chứ. Vậy chúng ta có phải nên rút rồi hay không? Bây giờ họ vừa mới xuất phát, ít nhất cần 10 phút. Bắn. Dừng. Thông báo tất cả mọi người rút vào phòng tuyến thứ hai. Đội trưởng, chúng ta phải rút lui trước khi địch bao vây, nếu không thì chúng ta, tôi biết. Các anh em, xem ra quân tiếp diện của địch lớn sớm hơn dự liệu của chúng ta. Nhưng chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta phải ở lại tiếp tục chiến đấu. Chuyện liên quan đến sống chết, đi hay ở mọi người tự quyết định. Nếu muốn đi thì bây giờ có thể đi ngay, hay muốn ở lại thì cùng tôi. Dành thêm thời gian 10 phút cho các chiến hữu của chúng ta. Mọi người tự quyết định đi. Tôi bằng lòng ở lại. Tôi bằng lòng ở lại. Tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng. Rất tốt. Chiêu phong ngữ ban đêm của các anh làm rất tốt. Tôi sẽ kiến nghị chỉ huy thưởng cho các anh. Cảm ơn chỉ huy. Khóa cửa kỹ, trung đội trưởng. Không ở đây. Đến nhà kho số 57 xem thử. Sao mà mãi không có động tĩnh vậy? Có phải là họ không tìm được nhà kho cất trữ nguyên liệu không? Cũng không biết phía đường Thuận Chi tình hình thế nào rồi. Lúc này chắc là phía đường Thuận Chi đã rút lui rồi. Yên tâm đi. Rút, rút.
Đi. Trưởng phòng. Khốn kiếp. Nhanh. Thủ trưởng. Anh Tadaka, sao anh đến đây? Kẻ đại tá đến phòng cảnh sát đặc biệt, biết được ngài đích thân dẫn đội tham gia hành động, cho rằng đây là cái bẫy của địch, cho nên đã đến đây. Chỗ này nằm ở khu giao giao của tô giới và nội thành, là một nơi ẩn nấp lý tưởng, đồng thời cũng là một nơi phục kích lý tưởng. Anh Kurihara, anh cũng hơi quá sơ ý rồi. Ngài đại tá, không phải chúng tôi quá sơ ý. Chúng tôi nhận được tình báo của tai mắt và tình báo của tai trong ở Vũ Hán mới đưa ra quyết định như vậy. Tình báo tai trong Vũ Hán. Dừng. Địch chỉ để dẫn dụ chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều tâm sức, nhưng lại không sắp xếp đủ binh lực. Đây là tại sao? Xem ra tai trong của chúng tôi không còn đáng tin nữa. Đúng là khiến tôi rất tức giận. Vì để không kinh động kẻ địch, tôi đặc biệt sắp xếp mọi người xuống xe ở nửa đường, nối họ âm thầm ẩn nấp đến đây. Nhưng mà kết quả, anh Kurihara đừng quá chán nản. Nhưng mà trên đường chúng tôi đến đây không nhìn thấy bất kỳ chiếc xe nào. Xin lỗi, trừ phi có mệnh lệnh của bộ tư lệnh, nếu không thì cho dù là phòng cảnh sát đặc biệt cũng không được vào trong kiểm tra. Khốn kiếp. Phòng cảnh sát đặc biệt kiểm tra không cần có sự đồng ý của bộ tư lệnh. Lúc nãy tôi nói rất rõ ràng, các anh không được vào trong kiểm tra. Được. Nếu anh đã kiên quyết muốn vậy, tôi cũng không thể ép anh. Xin anh nói cho tôi biết họ tên và đơn vị của anh. Tôi sẽ đem việc làm của anh báo cáo với trưởng phòng Kurihara Hiroshi. Anh cứ việc ghi lại. Tên tôi là Tsukakoshi Hiroshi, thuộc bộ hậu cần phương diện Hoa Trung. Tsukakoshi Hiroshi. Tôi nhớ anh rồi. Yeah.
着特殊的时间。